Chọn NPK Phú Mỹ, công thức đa dạng, một hạt ba chất lại chứa TE. NPK Phú Mỹ chất lượng đỉnh cao, chăm tốt cây trồng. NPK Phú Mỹ cho mùa bội thu. Chọn NPK Phú Mỹ, công thức đa dạng, một hạt ba chất lại chứa TE. NPK Phú Mỹ chất lượng đỉnh cao, chăm tốt cây trồng. NPK Phú Mỹ cho mùa bội thu. Trọn bộ sản phẩm chất lượng đỉnh cao, dinh dưỡng đủ đầy. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu. Những cây cúc họa mi, cúc long tu hay cúc chi rủ vàng sẽ trở nên độc đáo và nghệ thuật khi chúng được đưa lên trồng trong những chiếc bình như thế này. Đơn giản nhưng lại cầu kỳ trong khâu chăm sóc khiến những bình cúc có giá trị gấp 5, gấp 6 lần so với phương pháp trồng thông thường. Vậy làm thế nào để có những bình cúc nghệ thuật như vậy? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Thăm Vườn ngày hôm nay. Thưa bà con, cây cúc được trồng trong chậu hay là mua về cắm, tối đa chúng ta chỉ bỏ ra khoảng 200.000 đồng. Nhưng những cây cúc bên cạnh tôi đây được chủ vườn bán từ 500 đến hơn 1 triệu đồng, tại vì chúng được trồng trong bình. Xuồng chơi cúc trong bình đã được người dân Hà Nội đón nhận rất tốt trong thời gian gần đây. Và kỹ thuật trồng và chăm sóc cúc trong bình được thực hiện như thế nào? Xin mời quý vị và bà con cùng theo dõi trong chương trình Thăm Vườn ngày hôm nay. Chương trình xin được trân trọng cảm ơn nhãn hàng Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ đã đồng hành cùng chương trình. Đây là khu vườn trồng cúc trong bình của nghệ nhân Nguyễn Thế Mạnh ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Ý tưởng trồng cúc trong bình được anh Mạnh thực hiện vài năm trở lại đây. Hàng năm, gia đình anh cung cấp hàng nghìn bình cúc cho người dân Hà Nội và các vùng lân cận. Do dịch bệnh Covid nên cũng ít nhiều ảnh hưởng đến việc sản xuất của gia đình anh. Tuy nhiên, còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng gia đình anh cũng đã bán được 2/3 số bình cúc trong vườn. Với hơn 10 loài cúc được trồng trong bình và chúng được anh Mạnh uốn nắn với nhiều hình dáng khác nhau. Cái ý tưởng là đưa cây cúc lên cái chậu bình này này thì để đặt kê trang trí trong nhà, nó được lâu bền hơn, mà nó rất hợp cảnh. Đấy. Như một bó hoa mà ra ngoài chợ mua và cắm thì được một tuần 10 ngày thôi, nhưng mà cái cành này nó chơi bao giờ nó nở hết hoa, vì là dòng cây cúc này từ bé trong bình này rồi đấy, nên bộ rễ nó phát triển, thứ hai là cây nó ổn định đấy, mà mình uốn ra cái dáng bình nó rất là đẹp, mà mình kê trang trí đâu nó rất là nghệ thuật. Nếu mà dòng ở chậu nó cứ lên thẳng thôi, nhưng mà mình phải uốn cho nó theo cái dáng bình nó mới đẹp đấy. Hiện nay xu thế người chơi hoa muốn được hoa bền và ở thành phố lại không có nhiều đất để trồng. Do vậy, rất ưa chuộng những cây cúc được trồng trong bình như thế này. Nếu loại cúc cắm lọ thông thường có thể chơi tối đa từ 7 đến 10 ngày, thì đối với cây cúc trồng trong bình lại có thể chơi được từ 2 đến 3 tháng tùy giống. Những cây cúc được trồng trong bình có điểm khác biệt, đó chính là chúng được tạo ra nhiều thế cây với nhiều ý tưởng khác nhau. Không còn cảm giác đơn điệu như khi chúng được cắm trong lọ. Khi mà mình chọn bình, mình đưa cây cúc vào thì mình có cần lưu ý những cái gì không anh? Có chứ. Mình lưu ý làm sao mình uốn cho dáng, tư tưởng. Ý tưởng của mình uốn cho nó dáng cái bình này. Đấy. Ý tưởng là mình uốn này, cái bình này như một cái dòng thác. Cầm như một cái bình nước này mình. Nhưng đổ này nó dòng cho nước chảy. Đấy. Nếu mà kê trên 3 mét bàn đây thì cái buồng này buông xuống rất là dài. Nó như một cái dòng thác. Trắng trời. Như kiểu đấy. Bình nước đang rót. Đấy, đấy bình nước đang rót như này. Đấy. Đấy, để cái bình đơn giản thôi nhưng mà có cành hoa vào nó rất là rỡ và đẹp. Đấy. Với anh Mạnh, trồng cúc trong bình không khó, quan trọng nhất chính là việc chọn bình trồng và lên ý tưởng về thế của cây phù hợp với loại bình đó. Khi ươm mầm được khoảng 10 cm, anh Mạnh tiến hành trồng vào bình. Nhất là mình phải chọn cái bình cho nó phù hợp đẹp này. Đấy. Chọn cái bình thì bắt đầu mình mới chọn mầm cây. Đấy. Mà cái ý tưởng là làm sao cho cái bình này mình uốn theo cái dáng gì cho nó đẹp. Đấy. Như bây giờ cái bình này nó có chữ lộc đúng không? Đấy. Thì bây giờ mình chọn mầm cúc mình trồng vào đây. Chọn trồng cây mình vào mầm khỏe. Đấy. Nếu mà cây nào mà mình dâm mà nó chưa khỏe là mình phải để nuôi cho nó tiếp cho nó dâm cho nó khỏe đi. Đấy. Cây nó mà mầm khỏe thì mình trồng vào chậu bình này nó rất là khỏe cây. Đấy.
Cây cúc sinh trưởng và phát triển tốt khi đất trồng tơi xốp, khả năng giữ ẩm tốt, thoát nước tốt, đặc biệt là sạch nấm bệnh và vi khuẩn. Khi trồng cúc, bà con nên trồng nổi. Nếu trồng quá sâu, khi tưới nước mầm cây sẽ bị úng, gây chết cây. Bà con nên duy trì độ ẩm từ 60 đến 70% là được. Ngoài ra, sau khi trồng, bà con cần tưới dinh dưỡng cho cây 10 đến 15 ngày một lần. Thường thường là dùng cái phân cúc mix nước, vì cái nó rất phù hợp với cả cây trồng trong bình, trong lọ, trong chậu các thứ. Vì cái phân cúc mix này là nó đủ các vi lượng, chất vi lượng ở trong cái đấy rồi. Nó là chất xuất từ tảo rồi, những cái than bùn các thứ. Anh Mạnh cho biết, đối với loại phân này, bà con nên tưới với lượng 100ml, hòa chung với 10 đến 20 lít nước và tùy tình hình phát triển của cây để có chế độ tưới phù hợp. Một cái bình này thì mình tưới được khoảng bao nhiêu gốc anh? Tùy theo chậu. Chậu to thì nó ăn lượng nhiều hơn, một bình nhỏ thì ăn ít hơn. Đấy, là sao mình tưới mà mình ước chừng cái lượng của mình, cái cảm nhận của mình cái lượng cây là nó vừa đủ. Đấy. Ví dụ như cây nó đang ra hoa này thì mình tưới có thể lượng vừa đủ dưới ẩm thế này thôi. Đấy. Nhưng mà nếu mà nó đang ra hoa thì nó lượng nó ăn nhiều hơn. Đấy thì có thể mình phải tưới nhiều hơn. Đấy, gấp đôi cái bình cái chậu kia. Vì nó là hoa nó hút nước nhiều, mà bông hoa nó mới căng cánh ra nó mới đẹp. Anh Mạnh cũng lưu ý, hoa cúc thích hợp với nhiệt độ trong khoảng từ 15 đến 23 độ C và có thể chịu được nhiệt độ trong ngưỡng cho phép từ 10 đến 35 độ C. Ngoài ra, cây cúc là cây ngắn ngày, ưa sáng và đêm ưa lạnh, khí hậu mát mẻ. Hầu hết các giống hoa cúc trong giai đoạn sinh trưởng cần ánh sáng ngày dài trên 13 giờ. Nhưng đặc biệt, vào giai đoạn ra hoa cần ánh sáng từ 10 đến 11 giờ. Trong quá trình chăm sóc, một trong những yếu tố bà con cần lưu ý nhất là vấn đề sâu bệnh hại của cây. Trong quá trình chăm sóc thì cái việc phòng trừ sâu bệnh cho cây cúc này thì mình cần lưu ý những cái gì anh? Trong cái dòng cây cúc này thì nó cũng sâu bệnh, phòng trừ sâu bệnh là cũng quan trọng nhất. Vì khi cây cúc mà phát triển mà nếu mình không chú trọng đến cái khâu chăm sóc về trừ sâu bệnh thì cây cúc nó phát triển rất là kém. Thứ hai, nếu mà bị bụi thì cây cúc nó bị sùn lại, nó không phát triển được nữa, thì bông hoa, cánh hoa nó rất là xấu, cái lá nó quăn queo lại thì nó không được đẹp mẫu màng. Thứ hai nữa là mình phòng trừ về cái sâu ấy. Nếu mà một con sâu nó mà đục cái lụ hoa thì coi như mất cả một bông hoa đấy, cả một cây hoa, cây cúc nó một bông hoa to mà đẹp nhất mà nó một con sâu nó đục thì nó mất bông hoa đấy, thì mất cả một dáng cây. Việc thứ ba nữa là phòng trừ về cái bệnh xương, về bệnh cho lấm. Đấy, khi mà mưa xương nhiều là mình phải phun thuốc chống xương để đảm bảo cho cái hoa nó căng ra, nó không bị là co lại, đấy, nó bị thối. Bà con cần kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện sâu bệnh để phòng trị kịp thời. Cây hoa cúc rất nhạy cảm với thời tiết sương muối, do vậy bà con cần làm mái che cho vườn để phòng những ngày sương muối hoặc mưa kéo dài sẽ khiến cây bị nấm gây hại. Phun thuốc cho cây cũng cần phải đúng kỹ thuật, nên phun đều cả mặt trên và mặt dưới của lá cây. Đặc biệt, để có một cây cúc thế đẹp, bà con cần lên ý tưởng và tạo thế cho cây. Từ 20 phân trở lên bắt đầu mình đã phải uốn rồi, uốn ít một rồi. Đấy. Như giờ cái ngọn này đây. Cây này em thấy là dài rồi thì mình... Cây này là dài, lúc trước mình đã uốn một lần rồi. Ví dụ nó thấp như này là nó đã phải uốn như này rồi. Đấy, uốn dần rồi. Đấy. Uốn dần nó xuống thì nó mới không bị gãy chỗ này. Nếu mà không biết là bị gãy ngay. Nếu như đây này, cái mầm này là mầm chính nhá. Nó như này này, nó bị uốn xuống này rồi. Ít một như này. Đấy. Xong ngày mai ngày kia mình lại phải uốn tiếp. Đấy, thì nó bắt đầu mới dài ra được. Đấy, cành này nếu mà mình mà làm cái ngọn, một cái để như này thì sau nó lại buông xuống này, mình phải co vào đây. Những cây cúc với dáng thế đẹp như Long Phượng, Thác Đổ nhờ các bàn tay khéo léo của anh Mạnh đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật. Vì thế, vườn cây của gia đình anh luôn được người dân tham quan, chiêm ngưỡng và được trong và ngoài nước đánh giá cao. Nhà
về cái mùa đông ấy thì mình lưu ý cái chuồng trại của mình làm sao cho nó kín, nó không bị gió lùa ấy, kể cả như anh những cái khe hở thấy các thứ thì mình lấy nó vào cho nó, miễn là mình đảm bảo cái không khí cho gà. Mùa đông thì anh lưu ý cái đó, để ý cái mà nó ngủ đấy, nếu mà nó trụ lại với nhau thì mình tăng cường cái đèn sửa vào, nếu mà nó mà không phải trụ vào nhau nữa thì thôi. Chọn NPK Phú Mỹ, công thức đa dạng, một hạt ba chất lại chứa TE. NPK Phú Mỹ chất lượng đỉnh cao, chăm tốt cây trồng. NPK Phú Mỹ cho mùa bội thu. Chọn NPK Phú Mỹ, công thức đa dạng, một hạt ba chất lại chứa TE. NPK Phú Mỹ chất lượng đỉnh cao, chăm tốt cây trồng. NPK Phú Mỹ cho mùa bội thu. Chọn bộ sản phẩm chất lượng đỉnh cao, dinh dưỡng đủ đầy. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu.